Đây là cá đối này các bạn. Đấy, cá đối rất là ngon. Mỗi con tầm 1,3 cân. Cũng hơi nhỏ một tí nhưng mà vẫn ăn được rồi. Thịt cá đối này thì các bạn bạn nào đã từng ăn thịt cá đối rồi thì không còn gì để nói. Rất là ngon. Thịt cá là thơm, mềm, ngậy, ngon và nó không có xương răm, ăn rất là tuyệt vời. Đây là cá đối này các bạn. Đấy, cá đối rất là ngon. Mỗi con tầm 1,3 cân. Cũng hơi nhỏ một tí nhưng mà vẫn ăn được rồi. Thịt cá đối này thì các bạn bạn nào đã từng ăn thịt cá đối rồi thì không còn gì để nói. Rất là ngon. Thịt cá là thơm, mềm, ngậy, ngon và nó không có xương răm, ăn rất là tuyệt vời.